Trước mắt mọi người là một cái cây thị này. Đây, đằng sau mình này, chính là một cái cây thị. Cây thị này thì một năm lại cho ra hai loại quả. Một loại quả là quả tròn và một loại quả là quả dẹt. Đấy, có tròn thì có hạt, còn có dẹt thì lại không có hạt. Các cái tượng này có cái tên cực kỳ là Tây Du Ký nhé. Này. Tôn giả Thiên Nhãn Tôn. Xin chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác cùng bạn bè đang xem kênh của Đức đây. Vậy là cuối cùng cũng đến ngày 12 tháng 12, chính là ngày chúng ta bắt đầu xuất phát. Trời hôm nay hơi âm u một chút. Nhưng mà trước khi xuất phát thì mình sẽ chào tất cả thành viên. Bởi vì chuyến này ít nhất là đi cũng khoảng 2 tháng. Sẽ hẹn gặp mọi người vào cái tiết âm. Rồi, đây chính là người đầu tiên. Thôi, tạm biệt mẹ nhá. Hẹn Tết gặp lại. Đấy, mẹ mình ngại ống kính mọi người ạ. Tạm biệt người anh em. Hẹn Tết âm gặp lại. Cái gì ấy, cái gì ấy? Ở nhà học đấy nhá, không phải xem suốt ngày xem TV đâu. Goodbye. Bà bà cho đi đây bà. Vâng, cho đi đây thì Tết cháu về. Vâng. Vâng. Bà cố gắng xem clip cháu làm nhá. Thôi chào bà. Ông ơi cháu đi đây ông ạ. Vâng, cháu đi đây. Vâng. Thôi cháu đi ấy mà Tết cháu mới về mà. Vâng, cháu đi xuyên Việt. Vâng, vâng. Chúng ta sẽ tạm biệt ngôi nhà nhá. Tạm biệt. À không, cái này sẽ phải đi cho mình. Còn tạm biệt nha. Hẹn Tết gặp lại. Goodbye. Hẹn Tết gặp lại. Rồi mở cửa cho anh. Mọi người, chúng ta bắt đầu lên đường nhá. Giới thiệu mọi người, đây là làng quê mình, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Xin chào mọi người, Đức vừa mới setup xong cái góc ở trong xe như thế này. Bởi vì là muốn trò chuyện thêm với mọi người. Đi đường buồn quá. Hiện tại thì Đức đang ở trạm dừng nghỉ ở trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì thực ra là từ lúc vừa nãy bắt đầu đi đến bây giờ thì cũng chưa có một cái biến cố gì xảy ra cả. Chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu lên đường nhá. Thì, đi về hướng nam về phía đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Người thấy chưa? Đây mấy cái đồ quay phim mình sẽ để xuống dưới này cho mọi người xem đường cùng mình. Cái góc quay này mình thấy khá là hay bởi vì là giống kiểu mọi người có thể ngồi ở trong xe để tiếp tục di chuyển cùng với Đức ấy. Đây, mình sẽ quan sát một chút đấy, có xe đang đi lên này. Địa điểm đầu tiên mình muốn đến trong chuyến hành trình này chính là khu vực Ninh Bình. Thì thực ra là Ninh Bình cũng không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Có khu du lịch Tràng An, Ninh Bình này, và Bái Đính các thứ. Thì trong ngày hôm nay Đức sẽ cố gắng quay luôn vào trong một cái video này để tham quan những cái địa điểm đấy. Thực ra là thực ra là cái chuyến hành trình này Đức đã rủ thêm được một người đồng hành nữa. Nhưng mà bạn ấy hôm nay vẫn bận. Mình thuộc dạng tâm linh nên là mình xem ngày. Thì mình cứ bắt đầu đi từ ngày hôm nay thôi. Còn cái bạn đi cùng mình ấy sẽ hôm sau mới rảnh để đồng hành cùng mình. Nên là bạn ấy sẽ bắt xe vào sau. Thì cũng được. Lúc đầu mình còn định đi một mình cơ. Nhưng mà đăng ở trên Facebook tự nhiên thấy bạn ấy bình luận thì ok. Thêm bạn đồng hành thì thêm vui. Vì là đây cũng là chuyến đầu tiên, như mình giới thiệu là đây cũng là chuyến đầu tiên mà mình đi xa như vậy. Cộng với lại là thời gian dài như vậy nên là có
đôi chút gọi thiếu kinh nghiệm, nên là có thêm người thì sẽ có thêm cái hỗ trợ mình trên cái chuyến đi. Với lại bạn ấy cũng là một người quay phim, nên là rất là tuyệt vời là có thể quay được cho mình và mọi người đang xem kênh xem cái video nó tuyệt vời hơn. Đấy. Nói chung là cái chuyến này thì Đức dự kiến đi đến Tết Âm, nhưng mà thực ra mình đang lên cái lịch trình nó hơi chi tiết một chút, thì đang sợ là đến Tết Âm là vẫn chưa hết các địa điểm, nên là cũng xác định luôn là nếu mà có cơ hội và nếu mà gọi là kinh phí cho phép thì ra Tết Âm mình lại tiếp tục chuyến hành trình nếu chưa hết nhá, hoặc là mình sẽ để lại một cái khu nào đó để mình ra Tết mình sẽ gọi là trở lại để khám phá kỹ khu đấy. Ví dụ như là đến khu miền Tây chẳng hạn, mình cực kỳ trên phim ảnh ấy, là mình cực kỳ thích những con người miền Tây, cảm giác người ta rất là gần gũi ấy, và cảm giác nó rất là yên bình, nên là mình đang cân nhắc cái việc đấy. Chúng ta vừa đi ra khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi mọi người ạ. Hiện tại chúng ta đang ở Ý Yên, Nam Định. Bên tay trái mọi người chính là cái đường tàu Bắc Nam ấy, đường sắt Bắc Nam. Rồi, không phải định vào đâu đây. Xi Nhan, đấy. Đấy là biển 60 km. Đi chuyến hành trình này sợ nhất là mấy cái biển giới hạn tốc độ. Đấy, lại còn đi ngược chiều nữa. Các ông tuyệt vời lắm. Tôi quay hết camera này. Rồi, vào lại còn có cái biển này, khu đô thị mọi người để ý này. Đấy, bây giờ lại đi được 50 thôi. Ôi giời ơi, sợ ra phết. Sau khi đi qua cây cầu này, chúng ta sẽ bắt đầu đến địa phận của Ninh Bình. Mọi người thấy cái cổng chào kia không? Đấy, cổng chào của Ninh Bình ấy, hoành tráng không? Ôi, đi đến đây là người ta biết đến Ninh Bình rồi đấy. Wow, quá to à. Trông như kiểu cổng của Kinh Thành ấy nhỉ? Xin chào mọi người, hiện tại thì chúng ta đang đứng ở khu bãi gửi xe của khu di tích Tràng An. Đây, một cái bãi gửi xe cực kỳ lớn. Mọi người có thể đi xe 45 chỗ hoặc là xe cá nhân 4 chỗ thì đều thoải mái chỗ để nhá. Rất là thoáng và đẹp. Bây giờ Đức sẽ vào đi mua vé. Đây chính là cái quầy bán vé này. Mọi người vào đây thôi. Hiện tại Đức thấy là khả năng hơi vắng nên mình có thể đi luôn vào đây được. Đây, bảng giá vé ở đây là trên 1m3 là 250, nghe người lớn là 250, trẻ em là 120, dưới 1m là free. Chị ơi, xem một vé người lớn vậy ạ. Ở đây vào trong kia còn về mua vé gì nữa không hả chị? Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Sau khi mua vé xong thì mọi người lối xuống hầm để đi đến bến thuyền này. Đấy. Chứ mọi người không cần phải đi qua đường chỗ kia nhé. Ngoài kia là đường thì không cần. Đi xuống dưới hầm mà đi ra bến thuyền luôn này. Mọi người thấy phong cách không? Nó sẽ kiểu là ốp đá. Bậc thang cũng bằng đá luôn này. Và trang trí đèn lồng. Cảm giác rất là giống Hội An nhỉ. Đấy. Quá đẹp luôn. Wow. Wow, con này đẹp thế. Mọi người thấy không? Bên kia là cái bên mua vé của mình này. Đấy, phải đi qua đường như thế này. Đấy, có xe đi này. Thì mình đi qua hầm rồi đi nha mọi người nhé.
Bây giờ mình đang đứng ở chỗ khu bến thuyền đây rồi. Mọi người thấy này, cũng có khá nhiều thuyền đi đấy chứ. Đấy, có các cô chú đang dồn thuyền vào để đón khách. Bây giờ mình sẽ xuống để check in và lên thuyền nhé. Khi đến địa điểm này mọi người đừng vội đi xuống thuyền ngay nhé. Bên trong này có một cái khu trưng bày khá nhiều các đồ vật cổ. Đây, mọi người thấy này, là một cái nhà rộng như thế này. Đó. Và có các ghế ngồi. Khả năng là sẽ có cái màn trình diễn ở trên cái màn hình kia. Đấy, mọi người thấy không? Màn hình kia khả năng là sẽ có một cái tiết mục gì đó. Nhưng mà hiện tại thì một mình đang đứng ở trong đây, thế nên là chắc là cũng không thể xem được cái màn đấy rồi. Bây giờ mình sẽ tham quan qua những cái này, nó lịch sử chiêm cư của cư dân cổ ở Tràng An. Mọi người thấy ở đây có đồ gốm hang mòi này. Đây là một cái cuốc gỗ đèn trần. Đây này, đây là một cái cuốc gỗ đèn trần ở thế kỷ 21 à. Ở đây thì có rất nhiều vỏ ốc. À, cái vỏ ốc thì chính là cái đồ trang sức nhá. Đấy, đồ trang sức của người hồi xưa ấy. Đây, trước mặt mọi người chính là địa tầng hang mòi. Thì xem cũng chưa hiểu gì lắm đâu. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được là các cái hình ảnh của thời kỳ người cổ hồi xưa ấy. Đánh bắt hái lượm, nấu ăn các thứ luôn. Ở đây là một cái viên gạch, nó khắc chữ lên. Thế kỷ số 14, 15. Tham quan nhanh qua một chút như vậy. Bây giờ Đức sẽ đi ra bến thuyền để lên thuyền đi khám phá nhá. Bởi vì nay Đức chỉ đi một mình nên là phải ghép thuyền. Nghĩa là người ta phải đủ người lên một cái thuyền ấy thì người ta mới chạy, chứ không phải là mình lên một mình một cái thuyền cho người ta chạy, thế thì không bỏ công. Mọi người thấy cái bình thường cái hàng chờ này nếu mà vào mùa du lịch ấy thì đứng đông lắm, nhưng mà hiện tại thì chả có ai đứng cả. Một mình một lối luôn. Chị, chắc hôm nay mình phải chờ đúng không chị? À dạ vâng, em cảm ơn ạ. À đây rồi, có đoàn Tây rồi. Đang có 4 người Tây ở đây. Không biết là họ có đi không? Khi đi ra bến thuyền ấy, thì mọi người phải chọn tuyến. Ở đây nó sẽ có 3 tuyến như này. Tuyến 1 này, tuyến 2 và tuyến 3. Tuyến 1 thì sẽ có nhiều cái điểm đến, 9 hang động. Tuyến 2 thì chỉ có 4 hang động thôi. Tuyến 3 thì 3 hang động. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cái thời gian các cái tuyến này sẽ như nhau ta. Thôi, bây giờ mình cứ đi cái tuyến nhiều nhất này nhá. Để xem giới thiệu mọi người được càng nhiều càng tốt nhỉ. Vì là đi một mình một chuyến nên là phải ngồi chờ ở cái ghế chờ này mọi người ạ. Theo như mình hỏi ở đây thì mọi người bảo là thường đi du lịch thì chụp ảnh đấy. Thường đi du lịch để chụp ảnh thì người ta sẽ đi tuyến 2 và tuyến 3. Nhưng mình nghĩ là thôi đi tuyến 1 cho được nhiều. Nên là phải giờ phải chờ. Hiện tại thì chưa có ai đi tuyến 1 cả đây. Khá nhiều người nhưng mà toàn tuyến 2, tuyến 3 chờ thôi. Cũng rất may là ở ghế chờ này có quạt đầy đủ cho mọi người. Nên là khá là mát. Trời âm u nhưng mà hơi oi. Cảm giác hơi khó chịu một chút. Wow, thật là may mắn khi khoảng 15 phút chờ đợi thì đã có hai người đi cùng với chuyến đi này. Hai cô chú ấy chắc là người nước ngoài chứ không phải chắc nữa. Mình thấy hiện tại mình đi thì toàn là người nước ngoài thôi. Phần lớn nó rơi vào khoảng 80% những người đi du lịch là người nước ngoài.
Dạ. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Chúng ta phải mặc áo phao vào nhé. Bởi vì là đây là bắt buộc và an toàn đường thủy. Nên là phải mặc chiếc áo phao vào. Chúng ta bắt đầu lên đường. Chú ơi, mình đã đi tuyến 1 rồi chú. À, cái tuyến 1 này cháu thấy nhiều điểm đến ấy. Thì không biết là nó có đồng nghĩa với cái việc là cái quãng đường nó đi là xa nhất không hả chú? Vâng ạ. À, dạ vâng. Tuyến 1 nó nhiều hàng. Thường thì tuyến 1 này nó đi mất khoảng bao lâu hả chú? 3 tiếng. Ây dạ, 3 tiếng cơ. Hiện tại là khoảng 12 giờ. Thế là đi 3 tiếng là cũng phải đến 3 giờ chiều. Wow. Mùa này là đang là mùa du lịch ở nước ngoài hả chú? Vâng. À, cái mùa mà chính du lịch của nước ta ấy là vào tháng mấy hả chú? Nó vào đầu năm chú ạ. À, vào những ngày lễ hội. À, thế là mọi người đi lễ luôn hả chú? Ồ, có nhé con gì nó ấy hả chú? Con nó nhảy lên là con cá. Còn à không, con nó nổi kia, con le le. À, con le le đấy ạ, nhỏ tí kìa. Le le đấy, con le đánh chống thử kèn đấy. À, mình có gọi là có ăn được cái con đấy không hả chú? Ăn thì vẫn ăn được, nhưng đây người ta bảo tồn. À, sao cho thấy nhiều thế? À, cháu bắt đầu thấy là mọi người chia ra cái đoạn này là thứ hai. À, đây là tuyến 2 ạ. Vâng. Còn đây là tuyến 1-3. Vâng. À, dạ vâng. Ô chết rồi, lại mưa mất rồi. Vâng. Mưa này thì mình có áo mưa rồi chú. Có áo mưa thôi ạ. À, dạ vâng. Dạ vâng. Ngồi chờ ông hơi chán mọi người ạ. Thì cũng lâu ấy. Nên là mình quyết định. Hehehe. Hơi khó vừa quay vừa trèo nên là... Vâng, mình sẽ... Chú là làm xuyên chưa chưa hả chú? Dạ vâng ạ. Dạ. Nhà chú gần đây không ạ? Cách đây 5 cây. À dạ vâng. Ngoài chèo thuyền này ra thì chú có làm gì khác không ạ? Chèo thuyền ra có mấy phẩm lượng. À dạ vâng. Cô này có một con le le. Cái thông tin này nó khá là hữu ích nên là khả năng là Đức sẽ nhờ cái mic này vào chú. Kính chào quý khách đến với Tràng An. Tuyến du lịch của mình là gồm đi qua 9 hang động và 3 điểm tâm linh theo lộ trình khép kín, thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ. Điểm đến đầu tiên của mình gọi là đền Trình. Trình báo hay trình diện để tuyến đi được thuận lợi bình an. Đền Trình nơi đây là thờ các vị quân quan tướng sĩ của triều tại Nhà Đinh. Bên ngoài sân là thờ Bát Hương Trung. Bên trong nhà bái đường là thờ các vị quan Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù, là những vị quan trông coi quốc khố của đất nước. Những vị quan này cũng có công đầu sau khi nhà Đinh thất thế để bế Âu Chúa Đinh Toàn lúc giờ mới có 6 tuổi chạy vào trong này để lánh nạn. Bên trong tẩm cung là thờ 4 vị quan tứ trụ triều đình của nhà Đinh là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú. 4 vị quan này có công đầu với vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, đưa Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và đặt tên cho nước Việt Nam là Đại Cồ Việt, định đô tại Hoa Lư Ninh Bình. Vào thời nhà Đinh ông cho đúc đồng tiền riêng, một mặt là chữ Đinh và một mặt là chữ Thái Bình. Nơi đây còn có 2 ngôi miếu cổ ở bên cạnh đền. Còn ngoài trước cửa đền kia có 2 ông cá, cá lớn là biểu hiện cho quốc thái dân an và mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi hạnh phúc, mọi người được đều ấm no hạnh phúc. Cháu tưởng là đi nó khoảng 1 tiếng thôi. Không, ngoài chú bảo 3 tiếng thì thôi phải ạ. Ăn thì đỡ. 1 tiếng thì em chọn cua 1 tiếng chuyến món ấy, 1 tiếng mà mày không ăn đâu, không có. Nhưng mà cháu có biết đâu. Vâng. Không, cháu không biết đâu. Cháu không quen, để bảo cháu đi mình. Dạ. Excuse me. We just had breakfast. Oh, yeah. We have a lot of breakfast. Yeah. We are full. Oh. Where are you from? Germany. Oh. You come Vietnam how long? Of how long? We have a visa for 45 days. Hoi An, we go to Hoi An. After Tam Troc, we go to Hoi An. Oh, yeah. You know Cat Ba Island? Yeah. Cat Ba Island, do you know? Cat Ba Island in the north,
next to Hanoi? Hanoi, Huế. Huế? No, no. No. Đà Nẵng. Đà Nẵng, yeah, the next, đúng không? Đà Nẵng, Đà Nẵng, and then Đà Nẵng by train. Yeah. And then we go to Hội An. Yeah. You will go Ho Chi Minh. Yeah. Later. Yeah, yeah. Later. First we go back to Lao. Lao. Country next to Vietnam, we go to Lao. And after Lao, we go back to. So we get another visa for 45 days. Oh. And we can stay longer in Vietnam. But we must leave Vietnam at 8th of January. We must leave, so we go to Lao and then back. And you are from Vietnam, local? Yes, I'm from Vietnam. Vietnam. Ah, yeah. Yeah, ah, yeah. Nice. And where is your hometown? Where do you live? Hanoi or where do you? Ho Chi Minh or where do you live? I live Thái Bình. Taiping. North of Vietnam or south or mid? From Thái Bình to Hanoi, about 100 km. Okay. Yeah. Very clear. Yeah. Very near. Yeah. Nghĩa là cái vốn tiếng Anh mình nó không được quá là nhiều, nhưng mà cũng hiểu được một chút là hai anh chị đang có một chuyến đi du lịch Việt Nam và Lào trong khoảng tầm 45 ngày. Thế là cũng hơi giống cuộc hành trình của mình một chút. Mình cũng đang đi xuyên Việt. Nhưng mà người ta chỉ đến sắp tới, cái chuyến sắp tới này, xong Ninh Bình này, thì hai anh chị này sẽ đi đến Đà Nẵng bằng tàu. Sau đó họ sẽ đi đến Hồ Chí Minh. Nói hai anh chị thì hơi quá, chắc phải bằng tuổi cô chú mất. Đây chính là cái hang đầu tiên mà Đức bắt đầu đặt chân tới. Thế vào đây là trời là tối. Và mình có thể cảm nhận được ngay là cái không khí nó mát hơn hẳn luôn. Nếu mà ai thuộc rằng là sợ không gian hẹp ấy, thì khá là sợ những cái điều như thế này. Bởi vì mình bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt một chút. Nó chỉ mát thì mát thôi, nhưng mà nó hơi ngột ngạt. Và mát nhưng không đồng nghĩa với việc thoải mái đâu nhá. Bởi vì cái độ ẩm ở trong cái hang này nó đang hơi cao một chút. Thành ra da mình đang cảm thấy nó khó chịu chứ nó không phải thoải mái. Mình không biết dùng từ gì nữa, nhưng mà nếu có dịp thì mọi người hãy đến để trải nghiệm thử. Cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi hang rồi mọi người. Đây, cái hang ở đằng sau này. Bình thường cháu hay thấy người ta hát hò các thứ ở trên sông này, thì bây giờ là do vắng khách nên người ta không hát hay là thế nào chú? Vâng ạ. À. Từ ngày Covid là thôi. À, từ ngày Covid đến giờ là không còn cái tiết mục hát này ở trên sông nữa ạ? Vâng. À, dạ vâng. Kiểu tiếng bập bõm của chú lái đò, là tiếng các con vật xung quanh kêu. Cảm nhận cuộc sống một cách yên bình nhất. Mình vừa vào một cái hang. Cái hang này nó tên là hang nấu rượu. Bởi vì theo như là tương truyền lại thì hồi xưa là người dân là vào trong cái hang này để lấy nước đi nấu rượu dâng vua. Dạ vâng. Thì sau này khi cải tạo thì các nhà khoa học và mọi người đã thấy được ở các cái gọi là cổ vật, các cái bình rượu thứ là được nằm ở dưới đáy của cái hang này, đúng không ạ? Dạ. Thế nên là người ta gọi đây là hang nấu rượu. Đây, người ta cũng deco, đây chỉ là cái hàng gọi là trưng bày thôi. Đấy, đây là trưng bày những cái vại rượu này. Đấy, chỗ cái máy bơm xa xa mọi người thấy không? Đấy, nhỏ nhỏ tí thôi. Đấy, đó là cái mạch nước ngầm. Trước mắt mọi người chính là cái hang Ba Giọt. Thì theo như cái thông tin của chú lái đò kể lại là ngày xưa thì có một cái câu chuyện là có đôi nam nữ yêu nhau. Nhưng mà cái thời đấy là người phụ nữ là bị bán sang Trung Quốc ạ.
cống nạp sang Trung Quốc. Thế nên là hai người hẹn nhau là cái hang này để nói lời từ biệt. Nhưng mà thật không may là nàng đi sớm quá hoặc là muộn quá thì không biết. Nhưng mà khi chàng trai đến thì nàng không còn ở đây. Nên là nàng thế là chàng trai đấy đã sẽ ngồi khóc. Ngồi khóc sẽ thành một gọi là dòng nước. Còn trong cái hang này sẽ có hai dòng nước, một dòng nước lên và một dòng nước xuống. Đấy, thế là thành ra tổng là ba dòng nước. Nên là người ta gọi là hang này là hang ba giọt. Nghe nó hơi kỳ ảo một chút. Nói chung đấy là một cái câu chuyện dân gian kể lại thôi. Nên là mọi người có thể tham khảo. Nó một câu chuyện vui thôi. Rồi, chúng ta lại đi ra khỏi hang ở đây. Cái hang tiếp theo mọi người đang mình đang ở trong chính là hang Sơn Dương. Đấy. Thì đây là một trong những cái hang mà có cái nước trong và ngon nhất của cái địa điểm Tràng An Ninh Bình này. Bởi vì là ngày xưa các đàn lũ lượt Sơn Dương lũ lượt đến đây để uống nước. Thế cho nó dễ. Trước mặt mọi người đây là chính là Phủ Đột nhé. Đây cũng là cái địa điểm tham quan cuối cùng của cái tour của mình. Và sau đây thì mình lại nhờ cái chú lái đò thuyết minh một chút cho mọi người biết cái thông tin về cái Phủ Đột này nhá. Vâng, đây là điểm mà dừng chân cuối cùng của tuyến tham quan của mình, gọi là Phủ Đột. Phủ Đột được xây dựng theo hình chữ đinh nằm sát chân núi. Bên ngoài cửa Phủ Đột có một cây thị hơn 1.000 năm tuổi. Vào thời vua Đinh Tiên Hoàng, sau khi vua Đinh Băng Hà thì triều đình cho đúc 100 cỗ quan tài bằng đồng. Trong đó chỉ có một cỗ quan tài duy nhất để thi hài của vua Đinh. Lúc bây giờ trong triều là có 7 vị quan trung thần là đã rời kinh đô Hoa Lư mang thi hài của vua Đinh đi để an táng theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau khi an táng vua Đinh xong, các ngài là về đây là uống thuốc và tự sát ở đây. Đến giờ là không thể tìm thấy được cái hướng phương hướng để đi tìm mộ vua Đinh được. Lúc bây giờ trong triều có ông quan là Định Công Đinh Công Tiết Chế, ông được giao cai quản phía tây nam của kinh đô Hoa Lư. Ông ấy vi lập bát hương để thờ các 7 vị quan trung thần ở gốc cây. Hàng ngày ông thường là mang cơm ra để cúng 7 vị quan trung thần. Sau này là người ta xây cái miếu đấy, và đây có một cây thị là hơn 1.000 năm tuổi. Hàng năm là cho ra hai loại quả, một loại quả tròn và một loại quả dẹp. Quả tròn thì có hạt mà quả dẹp thì không có hạt. Vâng, đây là hang Trần. Hang Trần dài 250 mét. Hang Trần gắn liền với lịch sử của nhà Trần. Sau khi giặc Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta thì các vua Trần là cho rút quân từ Thăng Long, Hà Nội để về đây xây dựng thủ đô kháng chiến ở đây. Lấy núi làm thành, lấy sông làm chiến hào, lấy hang động làm cung điện để rèn luyện binh khí, tích trữ lương thảo và bàn cách để đánh giặc. Để thực hiện chính sách theo người xưa là vườn không nhà trống, thành Thăng Long Hà Nội lúc bây giờ là bỏ chỉ còn nhà không, không có người, không có một cái vạn vật gì. Sau đó là ông đã phản công để giải phóng Đại Việt. Quân Nguyên Mông thì nó chỉ có ngựa là nó đi là giỏi, còn khi về đến đất Hoa Lư này là vì vùng lâu trũng cho nên là nó không thể đi ngựa được. Thế nên nó phải dừng chân lại thì chờ cái thời cơ lương thảo quân sĩ lung tung, bắt đầu là triều Trần phản công và giải phóng lấy lại thành Thăng Long của mình hai lần như thế. Mà chuyến đi nào thì cũng có hồi kết. Chúng ta đang đến với những km cuối cùng của cuộc hành trình tiến một này rồi. Ở đằng xa xa kia Đức đã nhìn thấy bến thuyền đây rồi. Thì thật là cảm ơn chú lái đò đã đưa ba người khách đi hết một cái chuyến dài nhất trong tất cả các chuyến. Ôi, thật là tuyệt vời. Sau khi đi xong thì mình mới biết được là cái tuyến một này thì đường đi thì nó dài thôi, nhưng mà cái cảnh quan để chụp ảnh thì nó không có nhiều. Nếu mọi người muốn chụp ảnh và muốn tham quan thì hãy đi tuyến 2 và tuyến 3. Như lúc đầu mình có được cái anh chị ở trên kia tư vấn ấy, là đi chuyến 2, chuyến 3 thì sẽ có cái đình
cái đình nhỏ nhỏ nổi trên mặt nước. Đấy, và cả tuyến 2, tuyến 3 đều đi qua cái phim trường đóng phim King Kong ấy. Còn tuyến 1 đền của mình thì không có. Trời ơi, hơi tiếc một chút. Nhưng mà thôi, mình phải review như thế này thì mọi người mới biết là nên chọn tuyến nào, đúng không? Tuy rằng không được tham quan các cái địa điểm ở trên tuyến 2 và tuyến 3, nhưng may là mình có chiếc flycam nên là có thể quay được cho mọi người tham khảo và ngắm thêm những góc nhìn từ trên cao. Và mọi người đang nhìn thấy đó chính là phim trường của bộ phim King Kong đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử đi tìm một quán ăn lúc 4 giờ chiều xem là có không nào. Rồi, ai đời thua như nào đấy. 4 giờ chiều mới đi ăn trưa thế này. Chúng ta đang chuẩn bị đến với bãi đính rồi. Và hiện tại thì không thấy một quán ăn nào. Đấy, đã rẽ phải vào đường xe điện. Úi dồi, lắm dê dê ra đường thế này. Rẽ phải, sau đó rẽ trái. Thế thì không ai đây thì nhỉ. Rẽ trái vào đường xe điện, sau đó rẽ phải. Ô, còn vào đâu nhỉ? 600m nữa, rẽ trái. Chết rồi. Tin theo chị Google thế này là hỏng rồi mọi người ạ. Cái này xong nó là bắt quảnh đâu đây. Tình hình là hiện tại Đức đang không tìm thấy lối vào luôn mọi người ạ. Trời ơi, tại sao lại địa điểm du lịch mà thằng map này nó lại chỉ không được vào thế ta? Ơi, mình thấy cái bãi để xe chủ bãi đính rồi. Chúng ta bắt đầu vào khám phá. Nhưng mà việc đầu tiên vẫn là việc mua vé. Chị ơi, cho em mua một vé. Em đi một người chị ạ. Anh có muốn sử dụng xe điện trung chuyển ở trong nội cung chùa không? Bên em thì có 3 loại vé nhé. Dạ. Có vé 60.000, vé 100.000 và vé 220.000. Dạ vâng. Vé 60 và vé 100 là xe điện chỉ chở anh từ đây vào tới cổng chùa. Trong nội cung chùa anh tự đi bộ. Lúc về anh xuống cổng thì có xe về. Còn là vé 220.000 một người là có xe trung chuyển anh ở trong nội cung chùa, có vé tham quan bảo tháp và mỗi người sẽ được tặng một kiểu ảnh miễn phí ạ. À vâng. Thế thì cho em cái vé 100 thôi chị ạ. Nếu mọi người không biết thì bên trái mình chính là cái đường mà vừa nãy mình đi dọc qua. Đấy. Đây chính là cái cổng mà em chuẩn bị đến này. Đấy. Đây chính là cái cổng mà vừa nãy mình hỏi là tại sao nó đóng này. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tham quan. Trời cũng bắt đầu sập tối rồi. Cũng đồng thời lúc đó thì mọi người có thể thấy này, chùa bãi đính này bắt đầu lên đèn rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Wow, trời hoàng hôn kìa. Tưởng có cái chữ chùa bãi đính, sau đó chính là cái tầng đầu tiên của chùa. Đi vào sâu trong hơn để tham quan. Đây chính là một vị Phật quá to luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi bộ lên nhá. Mình nghĩ khả năng mình sẽ đi với cái đoàn người Ấn này để thứ nhất là đỡ sợ, thứ hai là cảm thấy có người đồng hành thì nó cũng vui hơn chứ, đúng không? Rồi có mọi người ạ. Mình vừa kiểm tra thì mình vừa biết một cái tin là đoàn họ dùng vé 220 nên là họ sẽ có xe trung chuyển. Mình mua vé có 100 nên là mình quyết định mình sẽ đi bộ để có thể ngắm được các vị La Hán này. Mọi người thấy này, rất nhiều luôn, một hàng luôn. Đây, mình muốn chỉ mọi người này, các vị là mòn hết cả đầu gối rồi. Đây, vị nào cũng đen gì hết đầu gối rồi. À, đằng sau các vị này lại còn có các bức tượng bằng vàng. Wow, quá nhiều luôn. Ngôi chùa này hoành tráng ghê. Wow, nguyên một dải này luôn. Ồ, phê. Mình vừa mới phát hiện ra một cái điều khá là hay. Đây,
địa chỉ cho mọi người ngay bây giờ. Đó chính là các cái tượng này có cái tên cực kỳ là Tây Du Ký nhé. Tôn giả Thiên Nhãn Tôn. Đây này, quay ngược camera lại cho mọi người xem. Tôn giả Na La Đạt. Tôn giả Vô Tận Từ. Wow, mọi người thấy không? Tuy nhiên có một cái tháp không? Đẹp không ạ? Hiện tại thì Đức vừa tìm được một lối đi mới. Cái lối đi này nó chỉ song song với lại cái lối đi của các cái vị tôn giả bên kia thôi. Đấy. Nhưng mà nó không có bậc thang. Cái này chắc là sẽ dành cho xe điện đi. Nhưng mình đi thì để cảm giác nó gần gũi thiên nhiên hơn. Đây, mọi người thấy đây, cây cối bên cạnh luôn này. Nhưng có một điều, cây cối kèm theo sẽ có rất nhiều muỗi. Vậy nên giờ mình thấy những rất nhiều cái con muỗi gọi là hy sinh thân mình để hút máu, để đốt mình. Trời ơi, nhiều muỗi thực sự. Mà muỗi toàn muỗi vằn nha mọi người ạ. Ai trời ơi. Vừa mình quên mất không bôi cái thuốc muỗi ở xe. Đi vào đây thấy nhiều muỗi quá. Nhìn trước mặt nó gần mà đi mệt quá mọi người ạ. Cái cầu thang nó dốc này. Ở trên máy quay không nhìn thấy nó dốc đâu. Nhưng mà nó thực sự dốc đấy. Na na na. Wow. Tuyệt vời chưa ạ? Wow. Và chúng ta bắt đầu đi vào trong này tham quan xem là cái độ quy mô hoành tráng ở bên trong này nó như thế nào nhá. Trời ơi. Lên máy quay nó chưa được, gọi là nó thể hiện nó không được trọn vẹn nhất, nhưng mọi người có thể so sánh này. Đây là con người đúng không? Đây là cái tượng. Wow. Quá to luôn. Ngoài những vị tượng bằng vàng kia, chúng ta có những vị tượng bằng đồng. Đấy, mọi người thấy chưa? Cực kỳ to và hoành tráng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên điện Tam Thế. Vẫn là đi bộ thôi mọi người. Vắng quá, một mình đi đường hơi sợ một chút. Ở cái vị trí này kiểu nó yên lặng quá, yên tĩnh quá ấy. Với lại một mình thành nó cái nỗi sợ nó thêm sợ. Nó cứ sao mình bốc phét được với mọi người mà, mình không phải có một mình, không có một mình có mọi người đang xem video đấy. Ui rồi, nhưng mà cái mệt này thì chắc là mọi người không san sẻ đâu. Đấy. Ui rồi, nhiều bậc cầu thang mà nó lên dốc thẳng đứng đấy chứ. Cái này khả năng đến đêm mới về đến cái điểm đón xe mất. Đây. Vẫn còn nữa mọi người ơi. Mình đã đi đến một cái chỗ chòi nghỉ thì vậy. Ôi nhưng mà sao không có nhân viên ta? Nếu có nhân viên chắc thì sẽ mua một cái gì đó để ăn. Không có người phục vụ ở cái chòi này mọi người ạ. Vừa nãy thấy cái chùa đi vào được phát là đi vào luôn. Bảo là ăn trước khi vào để có sức. Xong rồi đến giữa đường mới nhớ là ôi chết rồi, mình chưa ăn mà mình đã đi vào. Thật là ngốc. Cái này giảm cân cũng gọi là tốt phết đấy mọi người ạ. Ôi, mệt quá. Đây buổi tối đây. Nói chung là tối thì nó vẫn cứ âm u thôi. Nên là mọi người đi thì hay đi lúc khoảng 4-5 giờ ấy. Đây là đang nói cái trời mùa đông nhá. Mọi người đi vào lúc 3:30-4 giờ. Xong rồi đến tầm giờ là bắt đầu đi ra đi về rồi. Chứ giờ mà bắt đầu đi như mình đây thì thực sự là rất tối này mọi người thấy. Đường đi thực sự rất là tối. Không biết đi lối nào luôn.
anh em mình đi lên trên kia đi cái này đi anh. Vâng, em cảm ơn ạ. Đấy, vừa ngoài đường đấy mọi người ạ. Đấy rồi, những bậc thang để lên điện Tam Thế. Wow, mọi người thấy không? Cái mây cuối trời chiều này, nó vảy rồng mà. Wow, trông như cái điện này nó đang phát ra cái anh hào quang ấy nhỉ. Wow, tuyệt vời. Mình vừa cái hỏi anh lái xe điện thì anh ấy bảo đây là điện Tam Thế, là cái điện mà cuối cùng của khu chùa Bái Đính này rồi. Cũng là cái điện mà có ngôi tượng to, tượng vàng to nhất Việt Nam. Không biết là thế nào, tí mình sẽ về mình Google mình thông tin lại. Nếu mà chuẩn thì mình sẽ để thông tin này, còn nếu mà không thì mình sẽ lồng vào một cái nội dung khác. Wow, không biết là cái ghế này vừa mới diễn ra cái sự kiện gì hay sắp diễn ra sự kiện gì nhỉ. Nhưng mà đây mọi người thấy này, wow, quá to, quá hoành tráng luôn, quy mô. Mọi người nhìn người thật nó chỉ máu tí này. Cái này khả năng phải nhìn flycam mới thấy được. Đây rồi, mọi người có thể nhìn cái cảnh flycam ở đây. Đấy, nó rõ hơn. Đấy, một bức tranh con rồng này, con rùa luôn này. À, khả năng cái này là nó vẽ là long ly quy phượng. Đây, con kỳ lân này, con rùa này, con phượng trên kia, con rồng đây này. Ngay bên cái điện này chính là cái nhà thờ tổ. Thì đi vào đây xong có gì không nhá. Đây, nhà thờ tổ có những vị này. Chỗ này thì có sáng sủa hơn. Tam bảo đồng quy. Nói chung theo cá nhân mình ấy thì mọi người chắc chắn là không nên đi cái buổi tối như thế này. Bởi vì là nhân viên thì nghỉ hết, đèn thì là còn nhấp nháy như thế này nữa. Đấy, đèn là còn nhấp nháy như thế này nữa. Ôi, chùa chiền thì nó đã yên tĩnh thì chớ. Nếu vào cái mùa du lịch thì không sao, nhưng mà hiện tại cái mùa này thì mình chả thấy có mấy khách. Khách thì toàn khách tour nước ngoài. Sai lầm, vừa nãy nghe cái ông bán vé xe sai thật. Anh em mình mua cái vé 220 là có phải là nhàn nhã đi không? Không phải quốc bộ này mà mình còn được đi với tour nhiều người nữa. Chứ giờ đi một mình này sợ vãi. Đây, mọi người có thể xem. Đấy, trời ơi, tối hôm thế này cứ tưởng nó sáng được tí đi. Cuối thế này thì đi làm sao được. Giờ mới đi ra khu bảo tháp. Ở đây bảo tháp. Hơi tối một chút, nhưng mà may là có người. Tối hôm bảo tháp, nhưng mà đường đi gọi là tối hôm rồi. Nếu bình thường ấy, cái vé 60.000 thì chắc không bao gồm cái chi phí vào bảo tháp ở đâu. Vé 100.000 là đã bao gồm chi phí vào bảo tháp nhá. Thì chúng ta thử xem là đi vào bảo tháp này có cái gì mà lại cần phải chia vé ra riêng ra như vậy. Chui, cháu gửi cái vé
Cháu chả biết vé nào. Dạ, cháu xin. Tí nữa là vé này của cháu là có... Có đi về xe điện. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Bọc đấy thôi, tất cả bọc gì. À dạ vâng. Dạ xong mọi người ạ, bắt đầu đi nhá. Ai cũng phải bọc thôi. Đây, có một tượng màu vàng nữa. Mình không thấy có gọi là chú thích gì cho những bức tượng này nhỉ. Lối lên thang máy tầng 2. May quá, đến đây thì là có hai người đi cùng. Mình sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Phải thừa nhận mọi người vẫn đang đi cái đường. Phải nói thật nhiều để tâm sự mọi người chứ. Sợ thật. Đường này tối xong nó cứ tiếng côn trùng nó kêu. Nó lại ở cái nơi nó cứ có cái tiếng tụng kinh. Sợ. Bây giờ chúng ta sẽ đi thang máy để lên trên nóc của bảo tháp nhé. Chúng ta sẽ đi lên tầng 12. Bảo tháp Chùa Bái Đính cao 100m, cùng 13 tầng. Đây là ngôi bảo tháp cao nhất châu Á và là nơi tôn thờ Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được rước từ Ấn Độ về Chùa Bái Đính năm 2008. Trước khi lên tầng 13 của bảo tháp, quý khách đi nhiễu quanh tượng Phật tầng 1 theo chiếc kim đồng hồ một vòng, sau đó vào thang máy lên tầng 13 chiêm bái Xá Lợi Phật để ngụy. Quý khách sử dụng trang nghiêm tĩnh tâm đi nhiễu quanh tháp tầng 13 một vòng, niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó mời quý khách xuống hành lang tầng 12 đi nhiễu chiều khu hồ, ngắm toàn cảnh khu Bái Đính. Ở đây thì mọi người cũng có thể thấy được những cái bức tranh này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có những cái chữ. Mình không biết cái chữ này là gì. Cũng kiểu chữ Ấn Độ. Rồi. Mình không hiểu là những cái bức tranh và chữ này nói lên điều gì. Nên là nếu mọi người biết thì mọi người hãy bình luận phía dưới. Để cho khán giả cùng tìm hiểu nhé. Sau khi ở trên tầng 13 xuống thì mọi người sẽ được ra ngoài này để ngắm toàn cảnh Bái Đính về đêm. Ui, hơi gió nhỉ. Trời này nó hơi âm u. Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và mình đã đến được cái homestay mà mình đặt tại Ninh Bình. Địa điểm này nó gần khu Tam Cốc, Bích Động ấy. Đây, ở bữa tối mình, nó rất đơn giản thôi. Cơm trắng cộng với lại trứng rán và bắp cải xào. Đấy, mọi người có thể xem này. Tại sao, chắc là mọi người cũng đặt ra câu hỏi là tại sao đến vùng đất Ninh Bình mà lại ăn những cái thứ này đúng không? Bởi vì là mình nghĩ là bây giờ không phải mùa du lịch ấy. Nên là nếu mà có thịt dê thì nó không được tươi. Nên là mình quyết định mình ăn một cái cách nó đơn giản, cũng là để tiết kiệm chi phí. Bởi vì nhỡ đâu nó không ngon hoặc là đồ nó không được tươi thì tối về mà bị làm sao thì rồi mình mời mọi người thưởng thức bữa tối cùng với lại Đức. Xong rồi sau đó mình sẽ đi nghỉ ngơi. Chắc sáng mai mình sẽ quay qua cái homestay này để cho mọi người tham khảo, chứ giờ tối cũng chả quay được cái gì. Cộng với nay đi cũng mệt lắm rồi. Đây, vừa tắm rửa xong thoải mái hẳn con người. Cái khả năng là hẹn mọi người vào tập tiếp theo đi. Sẽ nói về ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì sẽ giới thiệu homestay này và tiếp tục đi cuộc hành trình. Ok. Nếu mọi người xem clip mà thấy hay thì hãy cho mình xin một đăng ký để có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.